Nghe nói thẳng không định bợ ai hết bởi vì người ta hay bị người ta ghét á. Thì đó, mình thấy ví dụ con chó chạy ngang, mình nói con chó, người ta nói không phải con mèo, mình không chịu. Đâu rồi, đây là con ông kia, ông kia dốt, không biết chữ. Ai đó? Cái ông nãy vô lại đi gửi chìa khóa. Ừ, sao âm nó kìa? Không biết chữ. Nó làm cái gì? Bảo vệ. Rồi cái thằng bảo vệ nhỏ thằng kia cũng vậy nữa. Hỏi con chứ cái lên. Ví dụ con lên 20 kiện phải không? 20 kiện hàng lên xe công à, thì mình cứ ghi là 4 ô này là nó đủ 20 rồi chứ gì. Nó ghi vậy nè. Mỗi một ô là một kiện nè, mỗi ô kiện nó ghi là đúng ra 100 kiện, tôi nói mày ghi 100 kiện mà 80 kiện mày không đâu. Kêu nó ghi tập cho nó ghi vậy đó. Cái ghi nó ghi 20 kiện mà nó ghi cứ vậy nè, chú không mày ghi làm gì rồi ghi tùm lum hết trơn trời. Đó, nó đến một ô vậy là 1 là 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dài quá. Trời nhập tới lớp mấy rồi? Nó học tới lớp 10. Nó thật là lớp 10 mà mày học vậy đó. Không, nhiều khi nó vẫn khờ vậy, chưa đi làm rồi này kia đó. Không, mình nói đây ít bữa anh Nam ơi, vậy đó, nó nghĩ gì đó, nó đi mổ. Tiếng gì chứ? Mổ cái hạch gì đi. Để ra nó rút kia lắm mà. Cái đó nó phải là nó biết sớm á, nó đi kiếm mấy ông thầy khoán. Con hồi xưa cũng hay bị vậy lắm á. Cái đứa sưng ngay cái đây nè. Đúng rồi. Cũng như rồi, cái rồi quay bạn luôn nè. Hả? Không có. Đúng rồi, con bị. Mà hai của con lâu lâu là thấy nó nổi lên hả? Cái đầu đi. Nó không bình á. Chứ không phải là mình ăn uống hay đâu. Thì khi ăn uống gì nóng lên mình là nó bị. Uống thuốc nhiều quá là nó nữa sao mình có gia đình nó cũng có. Không, cái hồi đó là cái là con đi khoái. Khoái mà mới kiếm thuốc nam. Chưa xịt chưa đó, nó đi mua cái chục chai à. Không có chai nó xịt nhiều lắm, cái nước vậy. Không để, không để. Cái chai xịt nhiều lắm chứ, xịt ướt miếng cái lau sạch. Công ty mới biết chuyện nào mới xem nó xong ta. Còn 5 tháng mới xong chứ. Chứ đại ca hả? Đại ca hả vậy? Xin tì, xin tì giống á. Đang xin tì. Mẹ không tối ngày. Xin bình. Nhiều hồ sơ đây luôn hả? Hồ sơ luôn. Này có mạng nè mà không biết máy cho nó không lên mật khẩu không gành chú không gành đó. Nghĩ đi.